Cậu nhìn lại cậu đi, có điểm nào tương đồng với nó không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi, cậu mặc áo chim cò, cậu nhìn đây nè, rồi cậu xăm chỗ đầy mình, cậu... Tôi nói chung á, tôi nói nặng một chút nha, nhìn cậu với những thành phần bất hảo, với những người giang hồ như vậy đó, thì làm sao tôi có thể yên tâm gửi gắm con gái tôi cho cậu chứ? Không ăn muối cá ương nghe chưa con? Con đừng có tưởng con cứng đầu cứng cổ như vậy mà con hay. Mẹ cũng có cách trị con thôi. Cái đồ đạo đức giá.